Em xin kính chào quý vị chị nhé. Hôm nay em Hòa xin phép giới thiệu cho quý vị chị một sản phẩm, một lô đất nằm tại trung tâm của huyện của xã Gia Bà Lang quý vị chị nhé. Xã Gia Bà Lang thuộc huyện Chư Sê quý vị chị nhé. Và hôm nay em giới thiệu cho quý vị chị một sản phẩm, một lô đất có sẵn nhà, một căn nhà mái Thái siêu VIP quý vị chị nhé. Với khoảng sân vườn rất là rộng, với tổng diện tích là 1,4 sào quý vị chị, hơn 1,4 sào quý vị chị nhé. Căn nhà này thì được gia chủ làm rất là bài bản luôn nhé quý vị chị nhé. Đây. Và tí nữa em sẽ đi vào trong để quay rồi và giới thiệu chi tiết cũng như là các công năng sử dụng của ngôi nhà này quý vị chị nhé. Và bây giờ em sẽ giới thiệu qua các hướng đi cũng như là vị trí sản phẩm lô đất này. Từ vị trí sản phẩm lô đất này mà chúng ta đi ra đến khoảng 70m là chúng ta đi trên con đường bê tông như thế này. Đường bê tông rất là rộng, hai xe ô tô né nhau thoải mái nhé. Và chúng ta sẽ đụng con đường liên huyện liên xã của xã Gia Bà Lang như quý chị nhé. Và chúng ta đi ra trung tâm ủy ban xã Gia Bà Lang là chỉ rơi vào khoảng 2 km thôi. Và chúng ta ra đến trung tâm của huyện Chư Sê là rơi vào 4 km nha quý chị nhé, 4 km. Và rẽ hướng tay phải như thế này, chúng ta sẽ đi về huyện Chư Bứ là ra quốc lộ 14A để quý chị nhé, là con đường liên huyện liên xã, con đường rất là lớn quý chị nhé. Ở đây là khu dân cư ô bàn cờ được chia rất là đẹp nha quý chị nhé. Trong này là cũng là khu dân cư nha quý chị nhé. Đây, khu dân cư rất là nhiều luôn. Đây có con đường bê tông ở đây như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào sâu vào căn nhà, quay và giới thiệu chi tiết cho quý vị chị về sản phẩm lô đất này. Ở bên ngoài thì được có cổng chính này, đây là cổng chính nha quý chị nhé. Cổng chính, đây là chúng ta sẽ đi vào cái cổng phụ như thế này. Bên ngoài thì gia chủ xây tường bao xung quanh lô đất sản phẩm luôn quý vị chị nhé. Đây thì có gia chủ có lát nền đá hoa này. Đá hoa này là đá hoa chống trơn chống trượt quý chị nhé, rất an toàn cho quý vị chị nào mà gia đình có trẻ nhỏ mà chúng ta vui chơi giải trí ở đây là rất là an toàn luôn nhé quý vị chị nhé. Và đây là quý vị chị đi ra này. Đây là chúng ta có một dàn cây kiểng như thế này. Đây là cây kiểng bonsai quý chị nhé, bonsai. Trên mảnh đất này có những gì là gia chủ sẽ để lại hết cho quý vị chị, kể cả đồ nội thất trong nhà cũng như là cây kiểng như thế này quý chị nhé. Đây, một dàn cây kiểng như thế này. Đó. Rất là đẹp quý chị nhé. Ở đây thì chúng ta có một cái khuôn viên vui chơi giải trí này quý vị chị. Có bể bơi, bể cá, một cái chòi như thế này. Bể bơi rất là rộng nhé. Chiều đến hoặc là sáng đến quý vị chị nào cho con nhỏ chúng ta tắm ở đây, tắm bơi ở đây. Rất là đẹp nhưng chị, bể bơi rất là rộng. Ở đây thì chúng ta có một cái bể cá như thế này, bể cá koi như quý vị nhé. Làm rất là bài bản như quý vị nhé. Hệ thống lọc nước này, tường thờ Đức Mẹ này quý vị chị nhé. Đây, quý vị chị, chúng ta sẽ có một cái trò như thế này. Anh chủ là lắp hết bóng đèn trang trí, tối đến bật điện lên là rực rỡ luôn nhé quý vị chị nhé. Quý vị anh chị nào mà thích uống cà phê, thích uống trà, rủ bạn bè hàng xóm chúng ta chiều đến hoặc là sáng đến là chúng ta ngồi đây vừa ngắm khuôn viên khung cảnh sản phẩm lô đất này mà vừa trò chuyện thì rất là đẹp nhé. Hoặc là tối đến chúng ta mở tiệc nướng hoặc là ăn nhậu tại đây. Công viên rất là rộng nhé quý vị nhé. Đây và chúng ta sẽ đi ra đằng sau cái còn một cái khoảng đất trống nữa quý vị. Đây thì anh chủ có là một số cây cảnh như thế này. Đây là cây mai quý vị nhé. Cây mai có khoảng 15-20 gốc mai như thế này. Mai rất là to. Quý vị chị nào mà chăm sóc đến Tết, đến mùa Tết là nở là chúng ta rất là rực rỡ luôn quý chị nhé. Đây cái con đường dẫn vào khu vườn quý chị nhé. Quý vị chị có thể trồng rau ở đây, trồng rau nuôi gà ở đây nhé quý vị chị nhé. Nuôi gà đá hoặc là gà thịt ở đây rất là đẹp nhé quý chị nhé. Mai.
cây mai với da bông. Rồi tết này, cây này ra sau này quý vị. Đây tường bao như quý vị, tường bao xây bốn xung quanh đất luôn, xây hết đất luôn nhá quý vị chị nhá. Với diện tích là khoảng là 164, xây hết đất luôn quý vị. Diện tích đất đất chưa trồng như thế này quý vị chị có thể trồng rau. Trồng rau ở đây. Chúng ta có nguồn rau sạch để chúng ta ăn, chúng ta không phải đi ra chợ chúng ta mua nữa. Đây, đằng này thì phía bên hông của ngôi nhà có mái vòm bốn xung quanh, bắn bốn xung quanh luôn quý vị nhé, vừa chống nóng mà vừa tạo ra độ thoáng mát của ngôi nhà. Đây có ô cửa sổ toàn bộ là gỗ cam xe hết quý vị chị nhé. Có bốn phòng quý vị chị, bốn phòng bốn cửa sổ, hệ thống bình nước bình nóng lạnh, có giếng ngoài kia. Nói chung là sản phẩm lô đất này thì quý vị chị chúng ta mua về thì chúng ta chỉ việc xách hành lý, tư trang cá nhân, quần áo là chúng ta có thể sinh sống được luôn quý vị nhé, không cần sắm sửa bất cứ một thứ gì. Đây là mặt trước của ngôi nhà, đây là mặt trước của ngôi nhà nhé. Ngôi nhà thì được xây cao hơn, xây cao hơn sân thì ngôi nhà rất là bệ vệ nhé. Ngoài ra thì gia chủ có lắp cam toàn bộ là cam bốn xung quanh nhà, bốn cái cam, kể cả ngoài vườn đây cũng chiếu cam được trên tivi luôn nhé quý chị nhé. Đây góc này chúng ta cũng có này. Góc này chúng ta cũng có đây, và còn một cái nữa. Đây thì ta cũng có mua ba cây vú sữa như thế này, ba cây vú sữa có tuổi đời khoảng 50-60 tuổi được quý chị nhé. Là gia chủ mua về là ước tính cây này là khoảng 50 triệu, là cả công cầu cả công trồng xuống rồi, những ba cây là đã 150 triệu được quý chị. Gia chủ có làm vành như thế này, ba cây làm rất là bài bản, khuôn viên rất là đẹp nhé. Theo em thấy thì sản phẩm này rất là phù hợp cho quý vị chị nào mà chúng ta mua về đây, chúng ta nghỉ dưỡng hoặc là định cư sinh sống tại đây. Và quý vị chị nào mà cô dì chú bác mà đến tuổi mà nghỉ hưu rồi, chúng ta muốn sở hữu cho mình một sản phẩm, một lô đất mà chúng ta về đây dưỡng hưu, nghỉ dưỡng thì rất là hợp lý nhé. Các tiện ích thì rất là đầy đủ, full tiện ích luôn quý chị, ủy ban, trường học, trạm y tế rất là gần nhé. Chỉ trong vòng bán kính khoảng 2 km đổ lại thôi quý vị chị nhé. Đây thì phía bên hông của ngôi nhà, bên hông mái vòm đây quý chị, cửa cắm xe hết nhé, không nứt nát một chút nào luôn quý vị chị nhé. Cửa rất là chắc chắn, cửa rất là xịn. Đây thì khí hậu Gia Lai thì rất là mát mẻ, bây giờ là 10 giờ trưa nhé, với nhiệt độ là 25 độ, trời rất là mát, và thời tiết giống như Đà Lạt luôn anh chị nhé, thời tiết xe lạnh, có một chút nắng nhẹ. Đây chúng ta sẽ tiến vào ngôi nhà đúng anh chị nhé. Đây cái cửa chính rất là rộng, cửa chính là gỗ căm xe, rất là dày dặn đúng anh chị nhé, không nứt một chút nào luôn. Camera có thể soi kỹ, không nứt một chút nào. Đây là vị trí phòng khách nha quý chị nhá. Phòng khách. Đây, bộ bàn ghế vừa nãy em có nói là bộ bàn ghế chích đen. Gia chủ có chia sẻ là mua được khoảng hơn 200 triệu mới mua được cái bộ bàn ghế như thế này, bộ bàn ghế chích đen. Còn lại là dàn karaoke. Dàn này là 15 triệu, 15 triệu gia chủ tặng quý vị chị. Và tivi. Tivi là 20 triệu, gia chủ cũng tặng lại cho quý vị chị luôn. Những cái đồ trang trí cóc đá như thế này cũng tặng lại quý anh chị. Bộ bàn ghế chiếc đẹp, rất là đẹp. Đây, có thể soi chi tiết vào cái bộ bàn ghế như thế này. Tay rất là to, tay rất là to luôn. Đây, tay rất là to, đục chạm khắc rất là tỉ mỉ luôn quý vị chị nhé. TV quý vị anh chị có nhìn thấy nét không?
Đây. Quý vị vừa nãy cái cam em nói có thể xem được trên màn hình TV này luôn nha quý chị nhé. Đây những cái đồ mỹ nghệ gỗ như thế này gia chủ cũng để lại cho quý vị chị luôn. Đây có wifi này quý chị, nhà có wifi luôn rồi nhé. TV rất là nét, người mẫu rất là xinh quý chị nhé. Đây, trần thạch cao, trần thạch cao đi bóng led rất là nét. Đây và chúng ta sẽ tiến vào cái phòng đầu tiên là phòng thờ quý chị nhé, là khu vực phòng thờ. Đây quý vị anh chị có nhu cầu lấy mua lại cái sản phẩm lô đất này mà có nhu cầu lấy lại cái bàn thờ như thế này thì gia chủ cũng để lại cho quý vị chị luôn nhé. Đây toàn bộ đồ gỗ như thế này, cửa gỗ toàn là cam xe hết quý vị chị nhé. Đây là khu vực thờ cúng tổ tiên, là đặt ở vị trí phòng đầu tiên. Đây và chúng ta sẽ đi vào cái phòng ngủ. Đây là phòng thứ hai quý chị nhé, phòng thứ hai cửa cũng là cam xe luôn quý chị nhé, cửa cũng là cam xe, trần thạch cao, bóng đèn ngủ đây quý chị, bóng led là đi xung quanh phòng quý chị. Đây có một cái ô cửa là chúng ta mở ra là chúng ta nhìn ra cái khung vườn đằng sau luôn quý chị. Giường này gia chủ cũng để lại cho quý chị luôn, giường cũng để lại, hai vợ chồng nằm ngủ ở đây thì biết bao giờ mới hỏng quý chị. Đây chúng ta có phòng ngủ thứ ba với diện tích cũng bằng nhau quý vị chị, cũng là gỗ cam xe, có quạt, mọi công năng sử dụng là rất là còn mới, là còn nguyên vẹn hết quý chị nhé. Cũng trần thạch cao, ở đây thì có phong cách thiết kế khác. Đây phòng ngủ thứ ba, phòng ngủ thứ ba luôn, cũng là gỗ cam xe, ổ điện, quạt, bóng đèn ngủ rất là đầy đủ nhé, cũng có giường như vậy luôn quý vị chị. Quý vị anh chị nào kê một cái tủ ở đây với một bàn trang điểm là căn phòng ngủ chúng ta là đầy đủ luôn. Đây có một bộ bàn ghế, một ghế ăn uống này, còn ghế gia chủ cũng tặng quý vị anh chị luôn. Không gian phòng bếp rất là rộng rãi, trần cũng trần thạch cao. Đây là bếp này, đây kệ bát đũa này quý chị nhé, để gia vị này. Đây là chỗ mà khu vực yêu thích của các bạn ở chợ, chị em phụ nữ là chúng ta nấu nướng ở đây thoải mái vui quý vị chị nhé. Còn đây là khu vực đằng sau chúng ta mà có tiệc, chúng ta mổ heo, mổ gà đây, chúng ta làm đây rất là sạch sẽ luôn nhé quý vị chị nhé. Đây còn một khoảng rất là rộng, chúng ta có thể để vật dụng ở đây nữa. Và một điều không thể thiếu là cái nhà tắm, nhà tắm rất là rộng, nhà tắm thì nền này cũng là nền chống sơn chống trượt quý chị nhé, rất là an toàn, có vòi hoa sen đầy đủ, điện nước nóng nước lạnh là đầy đủ hết nhé. Gạch ốp chân tường ốp hết, gạch ốp cao tầm khoảng hơn 2 mét quý chị nhé. Hơn 2 mét. Phòng tắm rất là rộng, quý vị chị nào thích tắm bồn thì chúng ta mua một cái bồn để ở đây, chúng ta ngâm mình ở đây, chúng ta tắm, chúng ta xông hơi ở đây nhé. Bên này thì chúng ta có một phòng vệ sinh, nhà tắm, nhà vệ sinh là riêng biệt nhé quý chị nhé. Một cái không thể thiếu ở trong mỗi căn nhà như chị nhé. Bồn vệ sinh, bồn này thì bồn châu Âu quý chị nhé, nhập khẩu từ châu Âu về nhé. Đây có ô thoáng, ô cửa này, tạo ra không gian không bị bí như quý chị nhé, bị bí. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến ra cái bên ngoài này. Chúng ta quay lại cái phòng khách với đồ nội thất rất là khủng nha quý chị nhé. Bộ bàn ghế rất là khủng luôn quý chị. Gia chủ tặng lại cho quý chị luôn. Loa tivi,
tất cả mọi thứ trong căn nhà này là gia chủ tặng toàn bộ cho quý vị chị mua sản phẩm lô đất này, và với mức giá bán gia chủ mong muốn là 2,8 tỷ, và với diện tích là 1,4 sào, hơn 1,4 sào như quý chị nhé. Và hiện tại trên đất là có 400 mét đất là đất thổ cư nhé quý chị nhé, 400 mét đất thổ cư. Và trên đất thì đã có một căn nhà mái thái như thế này, toàn bộ nội thất trong nhà thì gia chủ tặng lại cho quý chị hết nhé. Chúng ta có một khuôn viên rất là rộng như thế này, và với mức giá bán là 2,8 tỷ, và có bất lộc cho quý vị chị nào sở hữu cho mình cái sản phẩm lô đất này thì có thể làm ăn một cách thuận lợi nhé quý chị nhé, và có bất lộc cho quý chị nhé. Theo em thấy thì sản phẩm lô đất này thì rất là phù hợp cho quý chị nào chúng ta mua về định cư sinh sống tại đây, làm ăn tại đây, bởi vì ở đây thì rất là gần trung tâm huyện Chư Sê, gần trường, gần chợ, đầy đủ các tiện ích, hoặc là cũng khá là phù hợp cho quý cô chú nào mà chúng ta nghỉ hưu mà chúng ta có một khoản tiền, chúng ta muốn sở hữu cho mình sản phẩm lô đất để chúng ta nghỉ dưỡng ở đây thì theo em thấy thì cũng rất là hợp lý nhé. Và quý vị anh chị nào quan tâm đến sản phẩm lô đất này thì có thể liên hệ cho em với số điện thoại em đang ghi trên màn hình, các bạn alo trực tiếp đến tìm bè các điều tra liên quan đến sản phẩm lô đất này quý vị chị nhé. Và em xin phép kết thúc video tại đây. Quý vị anh chị quan tâm đến sản phẩm lô đất này thì có thể liên hệ cho em sẽ dẫn quý vị anh chị đi xem thực tế sản phẩm. Và quý vị anh chị nào đang xem kênh thì nhấn xin một like và đăng ký và bật chuông thông báo để chúng ta nhận về những video cũng như sản phẩm mới nhất của kênh Bất Động Sản Kim Liên Gia Lai chúng em. Em xin chào và hẹn gặp lại ở những sản phẩm video tiếp theo.